Chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu dòng âm ly đa kênh đời mới của Yamaha, có model là AXV565. Đây thuộc dòng thế hệ mới của Yamaha, có đến 4 cổng HDMI ngõ vào và 1 HDMI ngõ ra, và công nghệ giải mã HDMI hỗ trợ các hiệu ứng như Dolby True HD, DTS HD. Đây, các công nghệ nó đã ghi rõ trên đây. Đây thuộc dòng đời mới, nó có thể giải mã các chuẩn âm thanh mới và hình ảnh. Thì công suất tiêu thụ điện của nó là 175W, âm ly đa kênh 7.1, công suất mỗi kênh nó 90W nhân cho 7 kênh cho loa 8 ohm, và công suất lên đến 115W cho loa 6 ohm. Thì tổng công suất âm thanh nó lên đến là 630W. Dòng âm ly này nó có chức năng điều chỉnh loa tự động e-bow. Đây, khi ta có cái mix up thì ta sẽ cài đặt vào đây để cho nó cài đặt tự động. Và cổng HDMI có khả năng nâng cấp tín hiệu ngõ vào lên chuẩn là 1080B. Đặc biệt dòng âm ly này cũng có cái chế độ là 7 kênh stereo rất là hay, cho phép ta hát 7 kênh stereo cho tất cả các loa ở chế độ nghe nhạc. Ngoài ra nó cũng có chức năng chỉnh bass và chép. Trong âm ly này tích hợp bộ giải mã DAC bên rao cao cấp đến 24 bit, rất là nhiều các tính năng. Thì đi kèm máy là một cái khiển zin Yamaha. Âm thanh rất là khỏe, rất là sáng tiếng. Một cái màn hình to và chữ số hiện rõ ràng các thông tin. Thông tin về chế độ ngõ vào, chế độ âm thanh và các ngõ ra loa. Mức volume rất là rõ ràng nha các bác. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn một cái vài cái thao tác chỉnh cài đặt ban đầu của âm ly. Mục on-rin là ta cài đặt. Đây, nó hiển thị các thông tin lên cái màn hình TV. Ta vào mục speaker setup, nhấn enter. Menu setup, cài đặt cấu hình, cái ngõ ra loa bass, ta chọn là bass ha, thì nó sẽ out cái âm thanh bass vừa loa sub và vừa loa bass. Loa phong ta chọn là lass, center lass, surround ta chọn là lass, surround back ta chọn là bass nhân 2. Đó là cái quá trình chọn lo. Tiếp là cái lever, thì ở đây tất cả em đã tăng ở vị trí là maximum để cho âm thanh khỏe nhất và tốt nhất. Đây tất cả đều được tăng lên hết rồi. Tiếp một cái thao tác cực kỳ hữu ích và quan trọng cho các bác sử dụng, đó là chức năng equalizer. Đây ta nhấn enter thì nó cho phép ta cài đặt lo equalizer cho lo trái, lo phải, lo center, vân vân, tất cả các lo. Ở đây em đã cài đặt sẵn là 7 cần equalizer từ 63Hz cho tới 16kHz. Em đã cài đặt sẵn cho cái lo left và lo right. Đây 1 ký 2.5 cho mấy điều các bên.
thì các bác có thể tùy chỉnh cái mức equalizer này theo cái nhu cầu của mình. Rất là hay, âm ly đơn giản nhưng chỉnh âm thanh và equalizer rất là hay. Thì âm ly này sẽ có cái kích thước tiêu chuẩn là 435mm chiều ngang, và chiều cao là 151mm, và chiều sâu là 364mm, trọng lượng là 8.5kg. Đây, âm ly kèm theo một cái khiển zin. Đây, cổng quang, ngõ vào cổng quang. Đây, các ngõ ra lo. Ở đây em đang đi vào âm thanh là HDMI, in và out. Sau đây em sẽ test các ngõ ra lo cho các bác. Đây, nó sẽ sử dụng mic chung nên em sẽ test bằng cái ngõ âm thanh. Em test ngõ center, tăng volume lên. Center, đo surround, surround L, surround back. Tất cả đều hát tốt. Đây, cổng này là ta sẽ cắm xích điện vào ngõ này. So về chất lượng thì chất âm rất là chuẩn trong cái tầm giá của nó, và nảnh rất là tốt nha các bác. Thì hiện tại em đang bán con âm ly này với giá cực kỳ tốt. Các bác vui lòng liên hệ em 0834563852. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin cảm ơn các bác.